Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển, bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để trao cho ai đó niềm tin, bay để mang yêu thương trở về, bay để yêu lại từ đâu. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Góc của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, năm 2021 đánh dấu mùa giải thứ 5 liên tiếp của giải FLC Việt Nam Master, đưa giải đấu trở thành giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam. Và giải đấu năm nay có điều gì thú vị? Và để cung cấp cho quý vị thêm thông tin thì ngày hôm nay Cup News đã cùng mời đến trường quay hai vị khách mời rất quen thuộc. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Cup Việt Nam, giám đốc giải đấu. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, và kế bên là ông Vũ Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Cup Việt Nam, trưởng ban trọng tài. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, xin hai vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi clip sau đây. 5 năm là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của FLC Việt Nam Master. 5 năm đánh dấu biết bao gian nan, thử thách và tất nhiên là cả những thành công của giải đấu. Trở về năm 2017, Nguyễn Thái Dương chính là người đầu tiên mở đường, đặt nền móng cho VJ Tour, trước đây là PPJ. Và tập đoàn FLC đã chung tay hiện thực hóa giấc mơ golf chuyên nghiệp Việt Nam. FLC Group nhìn thấy giá trị và tiềm năng vô cùng lớn của golf chuyên nghiệp. Và quan trọng hơn, họ dám là người đi đầu, dám đương đầu với rủi ro vì một nền golf phát triển. FLC Việt Nam Master là giải đấu chuyên nghiệp đúng nghĩa đầu tiên của Việt Nam, sở hữu mức tiền thưởng lên tới 1 tỷ đồng. Do đó, để có thể duy trì công tác tổ chức giải, quỹ tiền thưởng sau từng năm là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của những con người tâm huyết với giải đấu. Năm 2017, giải đấu đầu tiên FLC Việt Nam Master khi đó không chỉ gây chấn động cả làng golf mà còn thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông trong nước. Giải diễn ra trên sân FLC Gobling Sầm Sơn, tổng tiền thưởng là 1 tỷ đồng, số lượng vận động viên tham dự 68, nhà vô địch Andy Chu Minh Đức. Năm 2018, giải diễn ra trên sân FLC Goblins Quy Nhơn, tổng tiền thưởng 1,1 tỷ đồng, số lượng vận động viên tham dự 47, nhà vô địch Anop Tanka Mopreset. Năm 2019, FLC Việt Nam Master 2019, presented by Fortress, diễn ra trên sân FLC Golf Club Hạ Long, tổng giá trị giải thưởng 1,1 tỷ đồng, số lượng vận động viên 94, nhà vô địch Trần Lê Duy Nhất. Năm 2020, FLC Việt Nam Master 2020 presented by Bamboo Always diễn ra trên sân FLC Goblins Thẩm Sơn, tổng giá trị giải thưởng 1 tỷ đồng, số lượng vận động viên 89, nhà vô địch là một gương mặt hoàn toàn mới, Đỗ Hồng Giang. Năm 2021, giải đấu sẽ quay trở lại sân golf FLC Goblins Quy Nhơn với giải thưởng 1 tỷ đồng và hãy cùng chờ đón xem ai sẽ là nhà vô địch của năm nay. Mỗi một mùa giải, FLC Việt Nam Master đều mang những màu sắc riêng biệt. Nhưng rõ ràng, tất cả đều mang đến một dấu ấn chung, đó là sự hấp dẫn, khó cưỡng. MB Private. Beyond business, beyond banking. Vâng, chúng ta vừa cùng nhìn lại hành trình 4 mùa trước của VJ Tour. Vậy thì hai khách mời có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem clip vừa rồi. Có lẽ xin mời anh Dương trước. Có thể nói là đến mùa thứ 5 thì mình cảm thấy là mình đã trải qua được những cái cung bậc thăng trầm của golf chuyên nghiệp Việt Nam và mình cũng cảm thấy là mình đã đạt được những cái thành công nhất định trong con đường mà xây dựng cái nền golf chuyên nghiệp Việt Nam. Thì các bạn có thể thấy là qua 4 mùa vừa qua có một cái điểm rất là hay là chúng ta có đến 4 nhà vô địch khác nhau. Điều đấy cho thấy cái sự
rất là hấp dẫn và kịch tính của gôn chuyên nghiệp, và cũng là một cái điều mà tất cả người hâm mộ đều mong chờ, là muốn nhìn thấy những ngôi sao mới, đặc biệt là như năm 2020 là chúng ta đã thấy Đỗ Hồng Giang là một trong những cái tên mà cực kỳ mới với cả người hâm mộ cũng như là những người theo dõi gôn Việt Nam trong những năm vừa qua. Thì hy vọng là với FLC Việt Nam Master năm thứ 5 và tất cả các giải chuyên nghiệp trong nhiều năm sắp tới thì chúng ta sẽ chứng kiến được nhiều cái tay gôn chuyên nghiệp mới, những ngôi sao mới nổi của gôn Việt Nam hơn nữa. Nguyên là sao? Đối với Nguyên thì thực tế mà nói thì 4 mùa qua thì Nguyên chỉ tham dự được 2 mùa thôi. Cũng vì rất nhiều lý do. Năm đầu tiên là năm mà rõ ràng là kỷ niệm nhiều nhất khi cùng với anh Dương là thiết lập nên một cái giải đấu mà có thể nói là đặt nền móng về sau. Rất tiếc năm thứ hai, thời gian đấy Nguyên đang ở bên Thái Lan ở giải Asian Tour. Còn cái năm ngoái thì lại trùng với lịch cưới của Nguyên nên là Nguyên không thể tham dự được. Nhưng 2 năm còn lại, 2017 và 2019 thì Nguyên đều tham dự ở giải đấu này với các tư cách khác nhau. Thì thực tế mà nói thì đây là một giải đấu mà chúng ta đã thấy cái sự hấp dẫn của nó ngay từ những cái tên tham dự rồi. Khi mà năm 2017 lúc đấy cũng không có quá nhiều golfer chuyên nghiệp, nhưng chúng ta vẫn có đó là Phạm Minh Đức cũng như là Andy Chu Minh Đức tham dự và thể hiện một màn cuộc đua song mã rất là kịch tính. Những năm tiếp theo thì cái xu hướng các vận động viên chuyên nghiệp bắt đầu hình thành nhiều hơn, nó đi cùng với quá trình phát triển của golf chuyên nghiệp Việt Nam, khi các vận động viên dần dần chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cũng như các vận động viên nghiệp dư bắt đầu turn pro, đặc biệt các em trẻ. Đến năm 2020 thì chúng ta đã thấy đó là một Trương Chí Quân đã từ một golfer nghiệp dư sang thi đấu một golfer chuyên nghiệp. Và ngoài ra đó là sự xuất hiện của những golfer chuyên nghiệp mới mà chúng ta chưa bao giờ nghe những tên. Và đặc biệt đó là nhà vô địch Đỗ Hồng Giang, khi anh Dương có chia sẻ, đó là một nhà vô địch mà chúng ta trước đấy chúng ta chưa hề thấy. Chưa hề thấy các đại úy cơ tải trước và chúng ta không biết anh là ai. Chính vì vậy đấy là một điều mà chúng tôi hy vọng rằng ở những năm tiếp theo của giải FLC Việt Nam Masters hay là trong hệ thống giải VJ Tour, chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái tên chuyên nghiệp nữa. Và khi đấy thì những cái tên kỳ cựu như là Trần Lê Duy Nhất hay là Andy Chu Minh Đức hay Phạm Minh Đức sẽ thi đấu cùng với lứa mới nổi hay là mới chuyển sang tân chuyên nghiệp. Chúng ta thấy có nhiều dạng golfer chuyên nghiệp hơn, và cùng với đó là những golfer chuyên nghiệp người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, thì sẽ khiến cho chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng như là sự cạnh tranh sẽ trở nên kịch tính hơn, và khán giả sẽ là người được chứng kiến nhiều màn so tài hấp dẫn hơn nữa trong những mùa giải tiếp theo. Thì đấy là những gì mà trải nghiệm của Nguyên đối với giải FLC Việt Nam Master. Cái câu hỏi tiếp theo thì có lẽ xin được dành cho anh Dương. Đấy là vào những cái ngày đầu tiên của FLC Việt Nam Master thì cái việc kêu gọi nhà tài trợ chắc hẳn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy khi đó thì anh Dương đã thuyết phục nhà tài trợ là tập đoàn FLC như thế nào để họ đồng ý tài trợ cho giải đấu, mặc dù cái giải đấu của chúng ta lúc đó lúc mới chỉ ở vạch xuất phát, đúng không ạ? Vâng, những ngày đầu thì thực sự là khó khăn vì chúng ta thì gôn chuyên nghiệp gần như là con số 0. Chúng ta chưa có một cái giải đấu chuyên nghiệp của riêng chúng ta, mà phần lớn đều là các cái giải đấu chuyên nghiệp của hệ thống chuyên nghiệp châu Á như là Asian Tour. Thì đặc biệt là đối với những nhà tài trợ thì ở thời điểm đấy cũng có rất nhiều các cái nhãn hàng mà người ta chi nhiều tiền cho quảng cáo, cho thể thao, và cũng có rất là nhiều nhãn hàng người ta quan tâm đến gôn. Nhưng thực sự là người ta chưa có một cái kiến thức, chưa có một cái hiểu biết gì về gôn chuyên nghiệp cả. Thì cũng rất là may mắn ở thời điểm đó thì FLC là một trong những cái tập đoàn đi đầu về gôn ở Việt Nam, và đặc biệt là với một người như là anh Quyết là một người rất là mê gôn và anh cũng không lạ gì các cái giải gôn chuyên nghiệp trên thế giới. Thì khi mà Dương đưa cái ý tưởng về một cái giải gôn chuyên nghiệp dành riêng cho Việt Nam thì là anh Quyết anh ủng hộ ngay, vì một trong những cái tập đoàn mà người ta định hướng là sẽ đi đầu về gôn ở Việt Nam thì người ta sẵn sàng đồng hành để phát triển với gôn Việt Nam và đặc biệt là gôn chuyên nghiệp Việt Nam. Thì cái ý tưởng và cái người tài trợ cùng chung một chí hướng thì chúng ta đã có cái giải FLC Việt Nam Master đầu tiên vào năm 2017. Quả thực là rất là may mắn, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì FLC vẫn đồng hành cùng với lại giải đấu của chúng ta, thì điều đấy cũng chứng tỏ là cái sự thành công cũng như giá trị mà FLC Việt Nam Master mang lại, đúng không ạ? Vâng, thưa hai anh, là năm 2021 thì giải đấu sẽ có rất nhiều thay đổi, và một trong những thay đổi lớn đấy là từ năm nay thì FLC Việt Nam Master sẽ thuộc hệ thống giải đấu của VJ Tour, thì cái điều này sẽ tạo ra cái bước ngoặt và cái sự đột phá như thế nào đối với giải đấu của chúng ta? Ở 4 mùa giải trước thì khi giải đấu này chưa thuộc về hệ thống của VJ Tour cũng như là thời điểm đấy được Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, thì có rất nhiều điều Hiệp hội Golf Việt Nam vẫn mang đến cho giải đấu này, đó là tính bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới cũng như là việc các golfer nghiệp dư thi đấu sẽ là tính những cái điểm số để vào trong tiêu chí để xét chọn đội tuyển quốc gia. Nhưng mùa giải năm nay khi mà giải đấu này thuộc về một hệ thống giải mới là hệ thống giải golf chuyên nghiệp chính thức của Hiệp hội Golf Việt Nam VJ Tour, thì đó là một bước phát triển có thể nói là vượt bậc, khi mà bây giờ giải đấu này sẽ được cộng đồng nhìn nhận là một giải đấu danh giá nhất, và thậm chí là những năm tiếp theo có thể có những cái giải đấu
vô địch quốc gia trong hệ thống VJ Tour. Trước đây khi mà thời điểm còn là VPJ Tour thì rất đáng tiếc là chỉ có 1 đến 2 giải một năm mà thôi. Chính vì vậy nên là cái số lượng giải này cũng không tràn lan, cũng không đủ để các vận động viên có thể tập và thi đấu. Cũng như thời kỳ trước đây khi mà Hiệp hội bảo trợ cho VPJ Tour thì tuy là nhiều giải nhưng không có cái sự thống nhất quy củ cũng như cái lịch trình thi đấu gần như là báo trước rất là ngắn. Chính vì vậy nên là không có một hệ thống tổ chức một cách chuyên nghiệp nhất. Khi mà bây giờ về với Hiệp hội Việt Nam, hệ thống giải đấu chúng ta được lên lịch trước một năm với tất cả những chi tiết ngày thi đấu ở đâu, sân ở đâu thì các vận động viên sẽ có sự chuẩn bị hơn. Và khi mà thi đấu vào một chuỗi hệ thống thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được một cái membership card, tức là tour card các vận động viên thi đấu để dành những cái suất để thi đấu một cả một mùa giải như những gì mà Asian Tour hay Asian Development Tour đã làm. Anh Dương thì sao? Anh cảm thấy như nào khi mà thấy đứa con tinh thần của mình ngày càng một trưởng thành hơn? Có thể nói là golf chuyên nghiệp là một trong những cái nền móng quan trọng đối với cả một nền golf Việt Nam. Thì từ trước đến giờ là Hiệp hội Golf Việt Nam là luôn bảo trợ các giải golf chuyên nghiệp tại Việt Nam. Nhưng cho đến năm 2021 thì Hiệp hội Golf Việt Nam chính thức là đơn vị tổ chức. Điều đấy cho thấy cái sự tập trung, cái định hướng rõ ràng của Hiệp hội Golf Việt Nam về việc phát triển golf chuyên nghiệp Việt Nam. Đây là một trong những cái điều mà rất đáng mừng đối với nền golf Việt Nam trong những năm sắp tới. Vì chỉ có Hiệp hội Golf Việt Nam cũng như là những cái người mà có tâm huyết, những người mà có trình độ cùng chung sức, cùng phát triển thì nền golf chuyên nghiệp non trẻ của chúng ta mới có thể phát triển và đuổi kịp các nước ở trong khu vực. Thì Dương hy vọng là kể từ năm 2021 cho đến 4 năm sắp tới là một cái nhiệm kỳ mới của Hiệp hội Golf Việt Nam thì chúng ta sẽ từng bước đưa golf chuyên nghiệp của Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa và để theo kịp những nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. FLC Việt Nam Master thì sẽ là cái giải đấu đầu tiên trong chuỗi năm giải đấu chuyên nghiệp trong năm 2021. Vậy thì ban tổ chức của giải đấu thì sẽ chắc hẳn là sẽ có những áp lực riêng của mình. Vậy những áp lực đó là gì thì hai khách mời có thể chia sẻ được không? Đối với Dương thì thực sự là Dương không thấy áp lực gì cả. Vì FLC Việt Nam Master bước sang năm nay là năm thứ 5 rồi, chứ không phải là năm đầu tiên nữa. Nó không còn cái sự hồi hộp hay là những... Mặc dù là mình đã trải qua khá nhiều giải chuyên nghiệp trong khi thi đấu cũng như là đi thăm và được ngồi cùng cái ban tổ chức, nhưng mà khi mình tự đứng ra tổ chức thì nó vẫn có một cái sự hồi hộp riêng vì mình chưa biết được những gì nó xảy ra. Nhưng mà cho đến năm thứ 5 thì đặc biệt đối với FLC Việt Nam Master thì Dương khẳng định là không có một cái gì áp lực hay là lo lắng hay hồi hộp gì cả. Tuy nhiên là cũng có một số vấn đề mà chúng ta sẽ phải cân nhắc rất là quan trọng, đặc biệt là về tình hình dịch. Tình hình dịch của chúng ta thì hiện tại là đang kiểm soát rất tốt so với các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên là chúng ta không thể lơ là, chúng ta không thể chủ quan được. Dịch bệnh có thể diễn ra ở bất kể lúc nào, ở bất kể thời điểm nào. Cho nên ban tổ chức luôn luôn đặt những cái sự chuẩn bị cao nhất cho công tác phòng dịch cũng như là những cái trường hợp bất khả kháng mà ban tổ chức sẽ phải quyết định. Việc thứ hai là năm nay chúng ta không chỉ có mỗi FLC Việt Nam Master mà chúng ta có đến 5 giải đấu. Và trong những năm sắp tới chúng ta có thể có đến 7 giải, 9 giải, 10 giải. Thì cái việc công tác chuẩn bị chúng ta không còn chỉ là cho một giải nữa, mà công tác chuẩn bị của Dương và team và cũng như là tất cả những người mà làm golf chuyên nghiệp Việt Nam ở thời điểm này là chúng ta sẽ phải làm cuốn chiếu. Tức là trong công tác chuẩn bị của FLC Việt Nam Master chúng ta đã có những công tác chuẩn bị của Việt Nam Open, của giải vô địch quốc gia, của giải Lakes Challenge, của giải Tour Championship và hẳn kể cả những kế hoạch của những năm sau, vì công tác xin tài trợ của chúng ta là phải trước hẳn một năm. Về phía Nguyên thì đầu tiên là về công tác chuyên môn thì thực tế mà nói thì bản thân Nguyên cũng như là hội đồng trọng tài, bây giờ lực lượng trọng tài chúng ta đã rất mạnh rồi, đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu trong nước cũng như là quốc tế, giải đấu nghiệp dư, đỉnh cao cũng như giải đấu chuyên nghiệp. Chính vì vậy về công tác trọng tài thì Nguyên không có một vấn đề gì cả. Đặc biệt là năm nay khi mà FLC Việt Nam Master thì Nguyên một lần nữa quay trở lại với cương vị trưởng ban trọng tài, thì Nguyên cũng muốn là khi mà VJ Tour bước vào một hệ thống của golf chuyên nghiệp Việt Nam thì chúng ta muốn làm sao một đội ngũ trọng tài phải chuẩn chỉnh hơn để các giải sau sẽ đào tạo để các trọng tài có thể chủ động hơn và đến trước chuẩn bị giải đấu một cách chính xác nhất cũng như là đem đến một cuộc chơi công bằng nhất. Ở VJ Tour thì có lẽ năm nay Nguyên cũng mong muốn làm sao mà các cái vấn đề chuyên môn sẽ được đẩy cao lên một chút khi mà sân thi đấu có thể setup khó hơn so với những mùa giải trước đây. Còn nếu như mà nói về sự hồi hộp hay căng thẳng thì vừa rồi khi mà anh Dương có chia sẻ lại trên Facebook hình ảnh cách đây 4 năm ở năm 2017 thì thời điểm đấy anh em thực sự là chân ướt chân ráo vào trong một giải đấu chuyên nghiệp, thiết kế từ cái thẻ đeo cho đến scorecard ra làm sao rồi gắn banner ở đâu. Thì bao nhiêu năm phát triển như vậy thì đến bây giờ thì có thể nói là rất là tự tin rồi. Thời điểm đó thì cũng đem hết tất cả những cái gì kinh nghiệm của mình làm những giải nghiệp dư sang một giải đấu chuyên nghiệp thì thực sự là hơi bỡ ngỡ một chút. Tuy nhiên là ở thời điểm này khi chúng ta đã có quá nhiều giải chuyên nghiệp rồi, cũng như chúng ta có cả một hệ thống đằng sau của VGS bao gồm là VGS Event cũng như là cả VGS Media và truyền hình trực tiếp các giải của chúng ta, nên là có lẽ vấn đề về chuẩn bị cũng như là vấn đề về thi đấu giải thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả.
Và cũng rất là hy vọng là trong tương lai khi mà dịch Covid được kiểm soát thì chúng ta khi mà đón các golfer nước ngoài, nếu như có một giải đấu nào mở rộng các golfer nước ngoài tham dự, thì họ sẽ là những người đánh giá về cái sự trưởng thành cũng như sự chuẩn bị tốt nhất của ban tổ chức. Mà chúng tôi đã nhìn thấy điều đó ở các giải như VAO hay VLAO khi mà các vận động viên nước ngoài sang tham dự và đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cũng như công tác điều hành giải đấu của ban tổ chức. Thì chắc chắn ở giải đấu chuyên nghiệp này họ cũng sẽ đánh giá cao hơn. Và rất hy vọng trong tương lai thì khi mà một trong những giải đấu chúng ta được đưa vào hệ thống thi đấu của Asian Development Tour thì Việt Nam sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn của hệ thống này trong tương lai. LPGA Việt Nam Master 2021 có chủ đề là câu chuyện của bạn làm nên lịch sử của chúng ta. Vậy hai khách mời có thể chia sẻ rõ hơn về chủ đề này. Về chủ đề này thì là một trong những cái chủ đề mà tâm đắc nhất của team truyền thông của LPGA Việt Nam Master trong suốt 5 năm vừa rồi. Thì nó cũng đồng hành cùng với cái thông điệp mà hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam được xây dựng, đó là phát triển nền golf chuyên nghiệp Việt Nam. Nền golf chuyên nghiệp Việt Nam ở đây là những vận động viên golf chuyên nghiệp, những ngôi sao sắp trở thành những vận động viên golf chuyên nghiệp. Thì như các bạn đã thấy là câu chuyện trong 4 năm vừa rồi là 4 câu chuyện của 4 nhà vô địch khác nhau. Từ Andy Chu Minh Đức là một người Việt kiều cũng khao khát được thi đấu cống hiến ở Việt Nam cũng như là trên đấu trường quốc tế, của Anop, một trong những tay golf mà ngày xưa đã từng thi đấu chuyên nghiệp ở trên hệ thống giải golf chuyên nghiệp châu Á cùng với Dương và Nhất, và bây giờ là đang làm công tác giảng dạy tại Việt Nam. Rồi Trần Lê Duy Nhất, niềm tự hào dân tộc, là tay golf chuyên nghiệp có thể nói là số 1 Việt Nam ở thời điểm này cũng như là về thành tích thi đấu quốc tế. Cho đến Đỗ Hồng Giang là một ngôi sao từ con số 0 bỗng chốc là vụt sáng trở thành ngôi sao của nền golf chuyên nghiệp Việt Nam. Thì đây là những cái câu chuyện khác nhau, nó sâu chuỗi lại trở thành một cái câu chuyện chính của VGA Tour trong những năm sắp tới, đó là xây dựng nền golf chuyên nghiệp Việt Nam. Thì từ những cái tình huống đó, những câu chuyện đó thì team truyền thông mới đưa ra cái chủ đề là câu chuyện của các bạn làm nên lịch sử của chúng ta. Lịch sử chúng ta là lịch sử của golf chuyên nghiệp Việt Nam, của golf Việt Nam. Đối với Nguyên thì người tập trung hoàn toàn vào công tác chuyên môn nên về vấn đề truyền thông cũng như là về ngành của giải đấu thì Nguyên thực sự không quá gọi là tập trung vào nó cũng như là không liên quan quá nhiều. Nên là Nguyên xin chia sẻ với góc độ khán giả thì rõ ràng là xuyên suốt 4 năm vừa rồi khi mà xem mỗi năm đúng rõ ràng đó là một câu chuyện. Từ năm đầu tiên khi mọi thứ bắt đầu hình thành, câu chuyện không chỉ những gì diễn ra trên sân đấu, những gì diễn ra đằng sau hậu trường hay là những gì mà để chúng ta có một giải đấu như vậy là một điều rất là nỗ lực của ban tổ chức trong những năm vừa qua. Hay là đến năm vừa rồi khi mà nhìn thấy Đỗ Hồng Giang, rõ ràng đó là một câu chuyện mà chúng ta không ai nghĩ tới cả, một câu chuyện rất là đẹp mà chắc chắn Đỗ Hồng Giang sẽ là một tấm gương cũng như là một minh chứng rằng là ai cũng có thể thành công nếu như chăm chỉ và tập luyện và có quyết tâm. Và hy vọng rằng năm nay sẽ có những câu chuyện mới có thể đến từ việc những golfer trẻ khi chúng ta có nhiều golfer trẻ tham dự, và biết đâu là một golfer trẻ khi mà luyện tập bài bản khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp họ sẽ thi đấu như thế nào, thì đó cũng sẽ là một câu chuyện chúng ta nhìn thấy trong năm nay. Hay là câu chuyện mà ban tổ chức sẽ vượt qua dịch Covid như nào, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều câu chuyện hay sau mỗi một giải đấu. Và thực sự thì trên thế giới cũng như là những giải đấu đỉnh cao mà danh giá thì chúng ta cũng luôn luôn có những câu chuyện liên quan đến mùa giải đấy. Vì rõ ràng những giải đấu đi qua không chỉ là những gì diễn ra về mặt chuyên môn, những mặt hình ảnh, mà là những câu chuyện đằng sau hậu trường hay là tất cả những gì liên quan đến nó đều là những thứ rất là đáng giá và chúng ta lưu lại trong những năm tiếp theo. Và hy vọng rằng mùa giải năm nay sẽ là một câu chuyện mới, một câu chuyện để bắt đầu một lịch sử ở một hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam VGA Tour. Chúng ta cùng hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy nhiều điều hấp dẫn năm nay. Năm nay thì giải đấu của chúng ta sẽ quay trở lại FLC Golf Links Quy Nhơn. Ngay bây giờ để xin mời hai khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng sân golf tuyệt vời này thông qua clip sau đây.
Vâng, năm nay thì giải đấu của chúng ta quay trở lại FLC Công viên Quy Nhơn. Vậy thì cái việc tổ chức sân đấu thì có cái điều gì thay đổi so với lần trước đó không ạ? Thì so với năm 2018 thì về sân đấu là gần như không có sự thay đổi, nhưng mà có một sự thay đổi lớn, đó là về chất lượng của mặt green. Thì theo công tác chuẩn bị của đội ngũ hậu cần cũng như là của sân FLC Quy Nhơn thì mặt green của sân đã được cải thiện rất là nhiều. Tốc độ green đã được tăng lên tương đối và đạt được đến cái tốc độ tiêu chuẩn của các cái giải golf chuyên nghiệp của châu Á so với năm 2018. Còn về sự chuẩn bị của sân bãi thì rõ ràng là qua một mùa giải đã tổ chức giải chuyên nghiệp cũng như là sân Quy Nhơn đã được tổ chức giải vô địch nghiệp dư quốc gia ở đấy, thì Dương nghĩ là cái đội ngũ hậu cần cũng như là các cái bộ phận của sân golf thì đã có cái sự chuẩn bị và không còn lạ lẫm gì về các cái giải golf đỉnh cao. Thì về công tác tổ chức thì chúng ta hoàn toàn yên tâm từ phía trọng tài, từ phía ban tổ chức cũng như là từ phía sân. Với việc trình độ golf chuyên nghiệp của chúng ta ngày càng tăng thì ban tổ chức có thể cân nhắc về việc là sẽ làm cho sân nó khó hơn một chút so với cả năm 2018 để khán giả có thể chiêm ngưỡng được những cái sự kịch tính hơn, những cái màn tranh tài mà nó gần hơn với các giải đấu golf chuyên nghiệp ở trong khu vực cũng như là trên thế giới. Sân FLC Golf Links Quy Nhơn thì thực tế là nói là đấy là một sân mà đã gắn liền rất nhiều giải đấu của hệ môn Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ 2017 khi cả giải nam và giải nữ ở đây. Đối với Nguyên thì đó là năm cuối cùng mà Nguyên tổ chức một giải đấu ở FLC Golf Links Quy Nhơn. Rõ ràng từ năm 2017 đến bây giờ thì rất nhiều điều đã thay đổi. Lần cuối cùng mà Nguyên vào sân Quy Nhơn đó là năm 2019, khi mà lúc ấy Quy Nhơn là một trong những sân để chuẩn bị cho Putra Cup. Thì khi mà đoàn khảo sát của bên Asian Federation Golf Federation sang, tức là Liên đoàn Golf Đông Nam Á sang, thì họ rất ấn tượng với sân FLC Golf Links Quy Nhơn. Và khi mà chúng tôi có yêu cầu là giám đốc bảo dưỡng cỏ thử đẩy tốc độ lên cao nhất, thì lúc ấy đã tốc độ đạt được là 9 feet 6 inch, tức là hoàn toàn phù hợp cho những giải đấu ở cấp độ Asian Tour hay những giải đấu lớn nhất. Tuy nhiên sau đó vì yếu tố di chuyển rất là khó khăn dành cho các vận động viên nước ngoài nên chúng ta đã chọn sân Heron Lake, sân đầm vàng. Nhưng rõ ràng FLC Golf Links Quy Nhơn là một sân rất tiêu chuẩn. Và thực tế mà nói thì với việc đã tổ chức rất nhiều những giải đấu ở đây thì việc mà điều chỉnh sân đấu này trở nên một sân rất khó hay một sân rất dễ thì là điều đã quá quen thuộc rồi. Với việc là chỉ cần tăng tốc độ green hay là marking sân như thế nào sẽ thay đổi rất nhiều về độ khó của sân thi đấu này. Ngoài ra một yếu tố nữa mà sân FLC Golf Links Quy Nhơn cần phải nói đến ở đây đó là cái vấn đề mà ở giải đấu này là một giải đấu chuyên nghiệp, các vận động viên sẽ phải đi bộ. Mà sân Quy Nhơn không phải là một sân dễ để mà đi bộ khi mà leo lên núi cũng như là xuống rất nhiều. Chính vì vậy nên là tất cả các công tác chúng tôi đã quá quen với việc là chuẩn bị khố đấu nào cần phải có xe trung chuyển hay là những tiểu tiết đi vào trong việc điều hành. Thì rõ ràng đây cũng sẽ là một thách thức cho các vận động viên khi mà họ sẽ phải chuẩn bị thể lực. Đặc biệt là thời điểm tháng 5 này là một thời điểm khá nóng, nên là thi đấu ở sân Quy Nhơn cũng sẽ là một áp lực về mặt tinh thần, tâm lý cũng như là thể lực, sẽ là một bài test rất lớn với thể lực. Còn về việc chuẩn bị của sân cũng như hệ thống LLC thì đã rất nhiều năm rồi. Từ năm 2017 khi chúng ta tổ chức một giải đấu hơn 100 vận động viên ở đây, ở giải đấu VO 2017, thì sân FLC, các sân họ đều đưa những caddy tốt nhất ở Sầm Sơn, ở Hạ Long hay là ở Quảng Bình về với sân FLC Golf Links Quy Nhơn để làm sao có được lượng caddy tốt nhất, thể lực tốt nhất, đều thường thì sử dụng những caddy nam để có thể đi bộ xuyên suốt 4 ngày. Nên là yếu tố về mặt caddy, yếu tố về mặt con người đều đã sẵn sàng và chúng ta chỉ chờ đợi đến ngày mà các vận động viên sẽ sải bước trên thảm cỏ của FLC Quy Nhơn và thi đấu thể hiện tài năng của mình mà thôi. Năm nay khi FLC Việt Nam Master trở thành giải đấu trong hệ thống của VJ Tour thì các vận động viên tham gia sẽ có cơ hội sở hữu thẻ thành viên của VJ Tour thì cụ thể như thế nào ạ? Đây là một trong những cái bước tiến lớn của hệ thống golf chuyên nghiệp Việt Nam. Thì nó cũng không có gì là mới lạ cả. Nó cũng là những cái mà học hỏi từ những cái hệ thống golf chuyên nghiệp lớn trên thế giới như là PGA Tour, European Tour, Asian Tour hay các cái hệ thống giải golf chuyên nghiệp của từng quốc gia như là Nhật, Thái. Thì khi mà tham dự vào một hệ thống giải golf chuyên nghiệp thì các tay golf chuyên nghiệp bắt buộc phải là thành viên của cái hệ thống golf chuyên nghiệp đấy để được là full member, hay tức là gọi là member đầy đủ đấy, để tham dự, có quyền tham dự các giải golf chuyên nghiệp. Còn nếu như mà anh không phải là member thì anh sẽ chỉ được tham dự nếu như được ban tổ chức đặc cách hoặc theo những cái category đặc cách. Thì chúng ta cũng học tập cái mô hình của các cái hệ thống giải golf chuyên nghiệp của trên thế giới. Thì mô hình này chỉ được hình thành khi mà chúng ta có nhiều giải golf chuyên nghiệp, tức là năm nay chúng ta có 5 giải golf chuyên nghiệp thì chúng ta mới có thể hình thành được một cái member đấy, tính hệ thống. Và năm tới thì chúng ta sẽ còn nhiều giải đấu chuyên nghiệp hơn nữa thì cái member của hệ thống nó sẽ danh giá hơn, nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ khắc nghiệt hơn. Nó sẽ đòi hỏi những cái vận động viên tham dự
Và muốn là thành viên của VJ Tour sẽ phải có một cái trình độ nhất định và trình độ cao hơn so với là việc chúng ta chỉ là đăng ký thi đấu. Thì trong năm 2021 thì ban tổ chức của VJ Tour quyết định là những cái người mà muốn tham dự của hệ thống tay gôn chuyên nghiệp VJ Tour năm nay sẽ phải là những cái tay gôn chuyên nghiệp, sẽ phải là những cái tay gôn nghiệp dư mà mong muốn được thi đấu chuyên nghiệp nhưng có handicap index là phải từ 7.0 trở xuống. Rồi những cái tay gôn mà chuyên nghiệp nước ngoài mà muốn tham dự thì sẽ phải đăng ký và họ sẽ phải là thành viên của một hội gôn chuyên nghiệp được công nhận trên thế giới, và cái member đấy là nó phải còn hiệu lực, và còn một số trường hợp đặc cách khác nữa. Thì các cái tính chất mà để trở thành thành viên của VJ Tour sẽ thay đổi theo năm, vì rõ ràng là cái hệ thống của chúng ta còn rất là non trẻ và chúng ta sẽ còn rất là nhiều thay đổi từ số lượng giải đấu, từ số lượng tiền thưởng, từ số lượng người tham dự, cũng như là từ chất lượng của vận động viên. Thì theo từng năm thì ban tổ chức của VJ Tour sẽ thay đổi những cái điều kiện tham dự để nó phù hợp nhất đối với hệ thống trong năm đấy. Vâng, với năm đầu tiên thì rõ ràng là sẽ là năm bản lề, bởi vì chúng ta biết là thường những cái giải, những cái tour đầu lớn, ví dụ như Asian Tour hay PGA Tour, thì họ thường sẽ dựa vào thành tích của mùa giải trước để đánh giá, để các tiêu chí để cấp thẻ cho vận động viên cho mùa giải năm sau. Thì bởi vì đây là mùa giải đầu tiên chúng ta có nhiều hệ thống giải, thì chắc chắn sau khi mùa giải đầu tiên diễn ra, với việc bây giờ chúng ta còn cho phép đăng ký một cách mở rộng hơn một chút, thì những năm tiếp theo thì chắc chắn là cái việc đăng ký sẽ trở nên siết chặt hơn, khi mà đây phải là những vận động viên thường đánh thường xuyên trên tour, cũng như là duy trì một cái lượng tham dự các giải đấu nhất định, cũng như là các vận động viên nước ngoài hay là những vận động viên nghiệp dư sẽ bị giới hạn lại. Bởi vì khi chúng ta có một tour thi đấu hoàn chỉnh thì các điều đấy sẽ rất là chặt chẽ. Ngoài ra, một điều nữa mà có lẽ trong tương lai 1 đến 2 năm chúng ta sẽ phải tính tới, khi mà chúng ta có đủ lượng vận động viên chuyên nghiệp cũng như là các vận động viên nghiệp dư mong muốn chuyển sang chuyên nghiệp mà anh Dương chưa đề cập tới và chúng ta cũng đã chưa bàn tới cụ thể thời gian này, đó là vấn đề về Q-School. Thì chắc chắn trong tương lai chúng ta cũng sẽ phải làm đến điều như vậy. Thực tế mà nói, năm 2018, cái thời điểm mà Nguyên không đến được Quy Nhơn ấy, bởi vì Nguyên đang lúc ấy là đang điều hành giải đấu Q-School và Asian Tour, thì đã thấy được đó là một vòng đấu rất là khốc liệt, khi mà có đến hơn 200 golfer thi đấu để giành 25 suất được cái thẻ của Asian Tour. Thì khi mà chúng ta có nhiều vận động viên, có thể lên đến 500, 1.000 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, thì lúc ấy chúng ta có thể sẽ phải tổ chức Q-School mỗi năm chỉ lấy 20 người mới vào trong hệ thống VJ Tour mà thôi. Nhưng tất nhiên đấy là câu chuyện của 5-10 năm tới. Cũng hy vọng nó là câu chuyện của 3 năm tới, nếu như chúng ta có lực lượng đông hơn, thì sớm muộn gì Việt Nam cũng sẽ phải có những cái Q-School như vậy. Thì khi đấy các vận động viên nghiệp dư khi mà muốn chuyển sang chuyên nghiệp sẽ phải đăng ký thi đấu và vượt qua các vòng loại để làm sao mà sở hữu được cho mình một tấm thẻ VJ Tour. Thì lúc đấy hệ thống chuyên nghiệp chúng ta trở nên danh giá và khó khăn hơn để đạt được cái thẻ đấy. Và cái thẻ này chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều quyền lợi. Và anh Dương cũng như là tôi cũng đang cố gắng làm sao để phối hợp với các sân, để ngoài việc là các thành viên của VJ Tour có thể thi đấu trên các giải đấu tour, thì họ có được những quyền lợi của những golfer chuyên nghiệp, như việc là đánh golf được hỗ trợ giá, hay là những cái hỗ trợ từ các nhà tài trợ về trang thiết bị vân vân. Thì đấy là điều mà chúng tôi hướng tới, để làm sao mà những golfer chuyên nghiệp khi mà sở hữu thẻ VJ Tour này, họ không những là có sự tự hào, họ còn có những cái quyền lợi mà họ đạt được mà những người khác sẽ phải cố gắng hướng tới để đạt được. Rõ ràng là FLC Vietnam Master của chúng ta đã có những cái thành công mà chúng ta đã đều nhìn thấy. Tuy nhiên, có một cái điều chắc chắn là khiến cho các vị khách mời của chúng ta ở đây rất là chăn trở, đấy chính là việc mà chúng ta hiện tại chưa có bảng dành cho nữ, tại vì là số lượng golfer nữ của chúng ta quá ít, đúng không ạ? Hai anh có thể chia sẻ về vấn đề này. Vâng, đúng rồi, chính xác. Rõ ràng là các bạn cũng có theo dõi thì FLC Vietnam Master đã có những năm mà chúng tôi mở bảng đấu dành cho nữ, và chúng tôi đã dành ra những cái khoản tiền thưởng dành cho các tay gôn chuyên nghiệp nữ, nhưng mà cái số lượng mà nhận đăng ký của chúng ta là chưa nhiều. Thì đây là một trong những cái điều mà ban tổ chức và đặc biệt là những người làm về gôn ở Việt Nam nói chung đang rất chăn trở. Vì rõ ràng định hướng của chúng ta là chúng ta sẽ phải tập trung vào gôn nữ. Đây, gôn nữ sẽ đưa gôn của Việt Nam lên đỉnh cao của thế giới nhanh hơn gôn nam. Đây là một trong những cái điều mà những nhà tổ chức về gôn ở Việt Nam cũng như là châu Á đều nhận ra trong những năm vừa rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy là gôn nữ của Hàn Quốc và đặc biệt là gôn nữ của Thái Lan đã có những bước tiến vượt bậc, và hiện tại là gôn nữ của Hàn Quốc là thống trị thế giới rồi. Các bạn có thể nhìn vào bảng top 10 của thế giới thì chúng ta có nhìn thấy hàng loạt các tay gôn nữ, và những cái tên này đặc biệt là thay đổi liên tục, chứ không phải chúng ta nhìn thấy một tay gôn nữ của Hàn Quốc mà trong 10 năm và vẫn như thế, nhưng mà cứ khoảng 2-3 năm mới là chúng ta lại nhìn thấy một tay gôn trẻ của nữ mới chỉ 17-18 tuổi mà đạt lên đỉnh cao của thế giới. Thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ phải rất chăn trở và chúng ta sẽ phải tập trung trong những năm sắp tới. Và chắc chắn là trong năm 2021 là VJ Tour sẽ mở một cái bảng đấu riêng dành cho nữ, có thể là đi kèm vào các cái giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam. Nhưng nếu như mà cái số lượng các cái tay gôn nữ đăng ký nhiều hơn thì chúng ta cũng sẵn sàng để tổ chức một giải gôn chuyên nghiệp dành riêng cho các vận động viên nữ.
Thực ra giải đấu mà chúng ta nói đến đầu tiên khi mà Nguyên cùng anh Dương đã bàn với nhau những năm trước đây, thì trong năm nay sẽ có một giải đấu chúng ta có golfer nữ, đó chính là giải vô địch quốc gia nằm trong hệ thống của VJ Tour. Thì như chúng ta đã biết là trước đây là VAO, VLAO đánh cùng với nhau nam và nữ nghiệp dư. Thì bây giờ khi chúng ta chuyển mô hình đó sang với không giới hạn, chỉ cần là người Việt Nam thôi, thì năm nay giải vô địch quốc gia sẽ là giải đấu mà dành cho tất cả các golfer Việt Nam, không phân biệt là chuyên nghiệp, nghiệp dư. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải có một bảng dành cho nam, nội dung dành cho nam và nội dung dành cho nữ, bởi vì họ sẽ cạnh tranh nhau để giành tấm huy chương của vô địch quốc gia. Chính vậy nên chắc chắn đây sẽ là giải đấu đầu tiên mà các golfer nữ sẽ tham dự nhiều hơn. Có thể sẽ có một vài golfer chuyên nghiệp thôi, còn lại phần lớn là golfer nghiệp dư. Nhưng mà đây cũng sẽ là một tiêu chí, một giải đấu để chúng tôi đánh giá rằng là liệu đã đến thời điểm hay là làm cách nào chúng ta có thể tăng thêm số lượng vận động viên nữ vào để chúng ta có một cái hệ thống thi đấu chuyên nghiệp bao gồm cả nam và nữ. Rất làm sao hy vọng có khoảng tầm 10 đến 20 vận động viên nữ chuyên nghiệp như Nguyễn Thảo Huy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có một bảng nữ cạnh tranh hơn, và các em nữ khi lớn lên nhìn thấy tấm gương đó hoàn toàn có thể kiếm sống được bằng những khoản tiền thưởng này, thì họ sẽ tham gia thi đấu nhiều hơn và chuyển sang chuyên nghiệp nhiều hơn. Nhưng có lẽ giải đấu mà chúng ta sẽ chờ đợi một sự cạnh tranh nhất của nữ năm nay có lẽ sẽ là giải vô địch quốc gia. Ở giải đấu hệ thống thuộc hệ thống VJ Tour, và chúng ta có một bảng nữ riêng với bộ huy chương của tổng cục. Theo quan sát của Nhật Anh thì là ở những cái mùa giải trước thì chúng ta luôn có những cái hoạt động để khuyến khích golf trẻ. Vậy thì không biết là trong năm 2021 thì những cái hoạt động đó là gì ạ? Nhất là trong định hướng của phát triển golf trẻ trong năm 2021 thì chúng ta có rất là nhiều hoạt động. Từ hệ thống giải golf trẻ của VJ Junior Tour, tức là lần đầu tiên chúng ta có một cái hệ thống trên toàn quốc, cả miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Chúng ta có đến khoảng gần 30 giải đấu dành cho golf trẻ. Bên cạnh đó thì chúng ta có giải trẻ vô địch quốc gia, có các cái giải trẻ mà các hội golf tổ chức. Rồi về hệ thống giải golf chuyên nghiệp thì nó luôn luôn đi kèm trong các cái hoạt động của giải golf chuyên nghiệp là sẽ các cái hoạt động về phát triển golf trẻ, có thể là tại khu vực, có thể là thu hút tất cả golf trẻ hoàn toàn quốc. Ví dụ như là Lexus Challenge năm ngoái thì chúng tôi có tổ chức các cái clinic bởi các cái tay golf chuyên nghiệp nổi tiếng như là Trần Lưu Duy Nhất, bởi Trương Chí Quân, bởi một số tay golf chuyên nghiệp nước ngoài, để khuyến khích các em có một cái hình mẫu, có một cái ngôi sao để các em hướng tới. Thực ra về công tác giảng dạy và đào tạo thì không phải là nhiều, nhưng mà về tính truyền thông, tính ảnh hưởng, tính dẫn dắt nó sẽ là nhiều hơn rất nhiều. Thì trong năm nay, trong khuôn khổ của năm giải đấu chuyên nghiệp thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tổ chức các cái clinic như thế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có việc thu hút các tay golf trẻ tham dự bằng cách là giảm giá một nửa cái chi phí tham dự dành cho các tay golf trẻ. Và đặc biệt là nếu như mà một tay golf trẻ nào mà vượt qua nhát cắt thì ban tổ chức quyết định là sẽ đặt cách toàn bộ cái entry fee, chi phí tham dự cho cái tay golf trẻ đấy ở cái sự kiện sau, ở một sự kiện bất kỳ sau mà tay golf trẻ đăng ký tham dự của VJ Tour. Thì đấy là một trong những cái hoạt động mà các cái giải golf chuyên nghiệp mà chúng tôi định hướng tới để phát triển golf trẻ. Về VJ Tour thì rõ ràng là chúng ta đã thấy nó là hệ thống thi đấu đỉnh cao nhất trong các hệ thống thi đấu của Việt Nam. Thì trước đây chúng ta, như anh Dương có chia sẻ, chúng ta có hệ thống golf trẻ này, chúng ta có hệ thống nghiệp dư, chúng ta có hệ thống chuyên nghiệp. Thì những hệ thống trẻ cũng như hệ thống nghiệp dư sẽ là bàn đạp để cho các golfer trẻ này hướng đến các giải đấu chuyên nghiệp. Như năm ngoái chúng ta cũng nhìn thấy những vận động viên như là Võ Gia Thống hay Đoàn Uy, hay ở những giải đấu lớn hơn chúng ta thấy rất nhiều những vận động viên trẻ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những vận động viên chuyên nghiệp. Chính vậy đó là điều mà chúng tôi cũng mong muốn năm nay, khi mà chúng ta đã có một chính sách ưu đãi là giảm 50% entry fee cho các vận động viên trẻ. Thì một điều nữa mà các vận động viên trẻ có thể hướng đến ở những giải đấu chuyên nghiệp này cũng như là những giải đấu năm trước là chúng ta đã có bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới, tức là thành tích của họ sẽ được ghi nhận trong bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới này. Và nếu như những vận động viên nào có thành tích tốt sẽ được tăng hạng. Và những vận động viên như Đặng Quang Anh, Nguyễn Đặng Minh, họ luôn luôn khao khát để làm sao đánh những giải đấu được WAGA tính điểm để làm sao tăng được thứ hạng của họ. Bởi vì khi đến xét hạng cho cái giải vô địch châu Á Thái Bình Dương nghiệp dư thì hai vận động viên có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng này sẽ đại diện Việt Nam thi đấu. Chính vì vậy nên các vận động viên trẻ luôn luôn có một mục tiêu như vậy. Và đặc biệt là với những vận động viên chưa được xếp hạng thì nếu như họ có một thành tích tốt trong các giải đấu chuyên nghiệp họ sẽ được xếp hạng. Đó sẽ là mục tiêu dành cho Đoàn Uy, cho Nguyễn Anh Minh hay cho Võ Gia Thống, những vận động viên chưa được xếp hạng. Thì đấy cũng là một cái tiêu chí để họ có thể phấn đấu. Và ngoài ra là năm nay là năm chúng ta có SEA Games thì những thành tích ở những giải đấu chuyên nghiệp như này chắc chắn cũng sẽ là một trong những tiêu chí để đặt cách cho các vận động viên. Nếu như họ mong muốn góp phần cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games thì đây sẽ là một trong những tiêu chí họ có thể bổ sung theo thành tích của mình nếu như họ thi đấu tốt tại giải đấu chuyên nghiệp. Thì một hệ sinh thái bao gồm từ những giải trẻ, những giải nghiệp dư, những giải chuyên nghiệp, đấy là điều mà chúng ta đang có ở Việt Nam, và chúng ta làm sao cố gắng duy trì và phát triển điều này mạnh hơn nữa để các golfer có thể hướng lên được con đường chuyên nghiệp từ giải trẻ cho đến giải nghiệp dư, và cao nhất đó là giải đấu chuyên nghiệp.
Câu hỏi cuối cùng ạ, có một cái vấn đề mà chúng ta không hề muốn nói tới nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt, đó chính là dịch bệnh COVID-19. Vậy thì ban tổ chức của FSC Việt Nam Master đã có những phương án như thế nào để có thể ứng phó với tình hình dịch bệnh? Chúng tôi đã trải qua rất là nhiều giải đấu, và đặc biệt là với giải FSC Việt Nam Master năm 2020 là cũng trong cái tình hình mà chúng ta có dịch ở một số vùng. Thì ban tổ chức luôn luôn tuân thủ những cái quy định của chính phủ về công tác phòng dịch ở mức cao nhất, ví dụ như 5K, chúng ta lúc nào khẩu trang diệt khuẩn, khử khuẩn, giãn cách. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã làm việc với cả Sở Văn hóa Thể thao cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở địa phương, để chúng tôi chuẩn bị sẵn các cái phương án về phòng chống dịch ở cơ sở địa phương, để khi mà nếu có tình huống bất khả kháng xảy ra thì chúng tôi cũng có thể phản ứng nhanh nhất. Và thứ ba thì chúng tôi luôn luôn nghe ngóng những cái chỉ đạo và chỉ định của chính phủ cũng như là của bộ về công tác phòng dịch, chống dịch cũng như là các cái nguyên tắc hoạt động và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Xin cảm ơn hai khách mời về những chia sẻ rất thú vị ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Góp cũng đã hết. Xin được chúc cho FLC Việt Nam Master 2021 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Xin cảm ơn nhãn hàng Doresi Luxury Golf đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.